Chị đang buồn đây nhá. Chị tự tí được cho nó vui à? Không sao, lên giường. Sao buồn? Chị uống trà sữa. Nhưng mà uống trà sữa nhiều chắc chắn chị sẽ lên cân, chị sẽ béo. Chị biết được chúng tỉ năm này em cài cái món này rồi. Đừng có uống cái món này nữa. Thèm lắm. Thèm gì? Ôi, bây giờ thiếu gì cái thứ mà nó ngon hơn, mà còn ngon như trà sữa. Gì có những cái thứ đấy trên đời nó còn tốt hơn cho sức khỏe nhá. Không có đâu. Mà nó còn healthy nhá. Sữa nành ấy chị. Sữa nành rồi. Uống trà sữa bắt uống sữa đậu nành. Không, cái sữa này này nó đặc biệt. Nó là sữa nành hữu cơ 100%. Mà nó đặc biệt lắm. Chị phải uống cho biết. Em là em mê bao nhiêu tỷ năm nay rồi. Vâng. Mà nó còn đặc biệt được chứng minh nhá, là nó tham gia Shark Tank xong còn được các Shark đầu tư mạnh mẽ. Chứ mà có chân châu, có chân châu, có thạch, có chân châu, có chân châu, mấy loại luôn. Hôm nay bởi vì là nghe tin là Soya Garden khai trương nên là nhất định là phải phi xuống tận đây. Thương hiệu này được rất là nổi tiếng từ cái đợt mà có Shark Tank đúng không? Ừ. Và lại còn được đầu tư, nó được Shark Thủy đầu tư. Đúng vậy. Nên là cũng ra gì đấy. Nên là nhất định hôm nay bọn mình phải đi uống thử. Biết đâu lại có thêm một vài ý tưởng cho những khởi nghiệp sau này của mình với hay. Em thích trà nành và các sản phẩm của Soya Garden từ lâu rồi. Ngay từ thời mọi người cuồng trà sữa thì em đã cuồng Soya Garden rồi. Chị uống bao giờ chưa? Chị uống rồi, lần trước mấy lần em chả giới thiệu cho mọi người gọi về uống mà. Tôi nghe sữa nành thì cũng hơi có vẻ là cũng không được mặn mà cho lắm. Thế nhưng mà uống xong thì công nhận là ngon thật, bởi vì nó rất là lạ, nó rất là lạ so với những cái sữa nành bình thường mà mình hay uống ấy. Đấy, với cả phải tốt sức khỏe. Với cả là mình thì thực ra là mới uống có một loại, Hạnh uống loại nào thì Hạnh giới thiệu thì bọn mình uống loại đấy thôi. Thế là hôm nay chắc chắn là hôm nay mình sẽ phải thử nguyên cả cái cửa hàng đấy luôn, có món gì là ăn hết, ăn bằng hết thì thôi. Hạnh ơi, bắt đầu nhộn nhịp rồi kìa. Sôi động quá, sôi động quá. Này, kiểu gì khai trương mà chả có hàng đống giảm giá rồi voucher rồi ưu đãi các thứ. Ừ nhở, có khi em mang đủ voucher để uống cả tháng luôn. Thôi bây giờ là phải đi uống hết đã, uống hết, ăn hết. Chào mẹ, hôm nay tôi đã được lên thế giới của Hạnh Hạnh với một bàn tiệc toàn là nhiều. Đồ heo gì. Hôm nay chúng ta có mặt ở Soya Garden ở Havulico ở Vũ Trọng Phụng các bạn ạ. Vì là mình rất là thèm nên là đã gọi cả bàn đầy đồ ăn như thế này. Trước đây thì đã được mẹ Hạnh giới thiệu cho Soya Milk này, rồi Vincurve này. Nhưng mà hôm nay thì thấy món này rất là lạ. Đấy là Granita. Đây là một sự kết hợp giữa đá bào, sữa đậu nành và hoa quả. Nghe rất là lạ. Mới. Theo mình tìm hiểu thì Granita là một lớp đá bào mà ở bên trên này kết hợp cùng với cả nước trái cây hoặc là siro hoặc là một chút rượu, nhưng mà ở đây chắc là người ta kết hợp với cả nước trái cây. Món này có đá bào cho nên là mình sẽ thưởng thức đầu tiên. Em thích màu hồng này. Thích màu hồng là dưa hấu đấy. Còn màu vàng là xoài. Có hai cách để thưởng thức Granita, cắm ống hút xuống và thưởng thức cái phần sữa đậu nành ở bên dưới mát mát nhẹ nhẹ. Sau đấy thì sẽ dùng thìa múc một thìa hoa quả ngọt lịm phía bên trên và ăn thử. Rồi thử thế nào. Phê không? Cách hai thì các bạn có thể trộn đều hai cái lên này, trộn đều cả hai thứ lên. Xong hút một phát. Xong rồi hút một phát hay là hòa quyện luôn. Cái lớp hoa quả ở trên mát, nó thanh thanh. Của chị là vị xoài, bên trong có cả ngô cơ. Mà ngô này có vị hơi mặn mặn cơ, uống hay cực. Ngô ở đây nó là topping trong cái loại đồ uống này ấy. Topping của Hạnh là thạch. Nhưng mà rất là mát. Ừ. Dễ uống hơn nhỉ? Thơ quạnh siêu thơm. Quánh quánh, thơm thơm. Topping thì là ngô thay vì là thạch. Trời ơi, các bạn nhìn. Trời ơi, tiên nữ. Tí lại thấy vàng. Tay hồng, tay vàng. Cảm giác mà ngay từ đầu đã cảm nhận đấy là rất là healthy thì hình như là mọi thứ ở đây tất cả đều rất là tươi, rất là mát, rất là healthy vậy. Hồi xưa khi mà được Hạnh giới thiệu thì bọn mình hay gọi về văn phòng uống, nhưng mà chưa lần nào đến tận nơi và trải nghiệm cái không gian ở đây cả. Và quả thật là hôm nay đến nơi thì rất là bất ngờ. Tại sao một cái cửa hàng sữa đậu nành
Ừ, mà lại có không gian đẹp như thế, còn thậm chí là còn đẹp nhiều góc sống ảo hơn ở những quán cà phê ấy. Có lẽ đấy là lý do tại sao mà thương hiệu này được Shark Tank đầu tư. Sau khi mà hôm nay đến đây trải nghiệm ấy thì mình nghĩ là trong thời gian tới chắc chắn đây sẽ là quán ruột của mình. Bởi vì ở đây đậu nành là đậu nành hữu cơ. Ờ. Sao được nhập từ Singapore vậy? Yeah. Hồi xưa mà khi mà Hạnh rủ mình uống rượu nành ấy, mình bảo con mẹ này suốt ngày dăm ba cái heo thì thích rủ đi uống rượu nành. Thế nhưng mà lúc mà uống thử rượu nành của Soya Garden thì thấy rất là khác và bảo sao mà cái thương hiệu ấy nó lại được nhiều người thích đến như thế, vì cái rượu nành của nó rất là lạ ấy. Nó thanh nhẹ, nó vậy, nó không bị cái cảm giác bứ cả nó cặn như thế nào cả. Mà cái cảm giác đúng là kiểu sữa đậu nành tươi ấy, uống mà nó vẫn còn vị vị ngậy. Mình hoàn toàn có thể chọn mức là ít ngọt hay là ngọt nhiều. Ở đây còn có rất nhiều loại topping, chân châu trắng thì có sẵn ở trong góc này rồi này, có chân châu caramel ở đây này, với cả hai loại thạch là thạch lá dứa và thạch xanh ăn kèm với bean curd nữa. Bean curd ở đây thì có bốn loại. Đấy là bean curd truyền thống này, còn đây là trà xanh đúng không? Đây là trà xanh, đây là trà xanh hay lá dứa? Trà xanh, lá dứa đậm hơn một chút này. Còn một vị nữa là vị mứt gừng hạt sen à? Hôm nay thì khai trương đông quá nên là không còn. Bean curd thì sẽ ăn với thạch và chân châu. Cái bean curd truyền thống ở đây đã thơm với cả mát rồi và ngậy rồi, nhưng mà cái bean curd trà xanh ở đây mình thích nhất bởi vì là cái mùi trà xanh mà nó thơm lắm ấy. Chị ăn thử đây. Thơm nhỉ? Ồ, trà xanh thơm, thơm lừng luôn. Wow, mềm, mịn. Đó, bảo than mẹ Hạnh nó lại phát cuồng. Này, cái này có thể ăn với chân châu, nhìn chân châu ngon quá. Ăn được mà chị, ăn được cái gì là được. Mùi thơm nhẹ và ngậy của vị đậu ấy. Mát, mịn, mướt, mềm. Tan ngay trong miệng. Ừ, tan. Không, chị lại thích nhất cái này rồi. Em thích nhất này, em đoán là chị lại thích nhất cái đấy. Ồ, chị thích nhất này. Mình rất thích những vị truyền thống. Có vẻ như ăn kèm với thạch thì nó sẽ hay hơn. Đúng rồi. Thì là chân châu nó dai hơn. Ăn chân châu này với cả sữa đậu nành không đường Mexico. Cái lúc mà bọn mình phát cuồng trà sữa, ngày nào cũng phát điên bởi trà sữa ấy. Mà công nhận là ngon thì cũng ngon thật, nhưng mà mỗi lần uống mình cứ phải đắn đo, trời ơi không biết là có béo lên không, các thứ đúng không? Nhưng bây giờ uống cái này vẫn ngon mà cảm giác lại yên tâm hơn ấy. Thế em sáng rất là thông thái không? À. Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì các tín đồ đồ ngọt khi đến đây thì vẫn còn có bánh. Ở đây đặc biệt là có rất nhiều bánh, rất nhiều bánh ngọt. Tát, bánh tát trứng. Mình rất là thích bánh tát trứng luôn. Brownie này. Ở đây không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn trong thời gian này đấy các bạn ạ. Bánh brownie ngon, ngon thật. Mình rất là thích ăn những loại bánh này luôn. Giới thiệu chương trình ưu đãi cho các bạn đi. Và đến đây thì bọn mình đã phát hiện ra tận 3 chương trình ưu đãi trong thời gian tới liền. Đầu tiên là trong khoảng thời gian từ 25 đến 27 tháng 7 ấy, khi mà các bạn đến cơ sở Soya Garden tại Hapulico với hóa đơn trên 200.000 sẽ được tặng ngay một cửa sổ. Lưu ý là chỉ có 50 khách hàng em chân đầu tiên của ngày hôm đó ở cơ sở Hapulico. Hóa đơn hơn 200.000 thì sẽ giành được một cửa sổ xinh xắn như này. Thứ hai, nè, cái này mới gọi thích này. Từ ngày 25 cho đến ngày 30 và ngày 31 tháng 7 thì khi mà các bạn dùng đồ uống tại Soya Garden ở Hapulico này này thì sẽ được tặng một voucher mua một tặng một. Mua một tặng một luôn. Tức là chị Yến mua cho Hạnh một cốc, chị Yến sẽ tặng một cốc. Đúng rồi. Hoặc là Hạnh mua một cốc thì được tặng một cốc, Hạnh sẽ mang về cho chị. Kèm theo quyển combo siêu tiết kiệm này. Voucher combo là có cả đồ uống và cả bánh đúng không? Thích không? Wow, nhiều thế. Chưa hết nhá, từ ngày 28 tháng 7 cho đến ngày 3 tháng 8 thì sẽ có một chương trình độc quyền giữa Soya Garden và Zamza. Nghĩa là các bạn chỉ cần lên app Zamza này và sau đó thì search Soya Garden và đặt chỗ là sẽ xuất hiện ngay một chiếc mã giảm giá mua một tặng một. Rất đơn giản đúng không các bạn? Hãy vào Zamza nếu như mà còn muốn có thêm rất là nhiều ưu đãi nữa. Bởi vì trong đấy ngoài ưu đãi độc quyền của Zamza còn có cả những ưu đãi có sẵn tại cửa hàng nữa nên rất là tiện. Vậy nên là đấy, các bạn đừng bỏ qua chương trình này nhá, và hãy tới Soya Garden để thưởng thức những cái món mà hôm nay bọn mình đã giới thiệu cho các bạn, xem là nó có ngon thật sự không nhá, và cảm nhận của các bạn như thế nào thì hãy chia sẻ với bọn mình nữa nhá. Và đừng quên là đừng bỏ qua những chiếc mã siêu hấp dẫn này. Và cần chốt lại công nhận là Shark Thủy đầu tư chuẩn thật. Rồi, còn bây giờ thì buổi trải nghiệm của mình đã kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên Ad Channel. Và hôm nay ăn gì? Bye bye! Bye bye!